tiền là lá bùa cứu mạng của mọi người. Bệnh nhân thì cứ tưởng bác sĩ là người cứu sống họ, nhưng thật ra tiền mới là thứ cứu họ. Con muốn giới thiệu với mẹ, đây là Tú Lạc. Ui con à, con có thể đi chơi ở ngoài với ai cũng được, nhưng mà chọn vợ sinh con cho gia đình này thì phải khác chứ con. Con nhỏ nó có bơi không? Dạ có. Thay nước trà hồ. Tú Lạc nó học rất là giỏi, đi làm vất vả, lương chỉ có 100 triệu. Con gái bây giờ mà công dung ngôn hạnh như Tú Lạc là hiếm có lắm nha. À, mẹ của Bảo Hoàng chỉ chấp nhận một đứa con dâu sinh ra trong một gia đình gia giáo, giàu có ba đời. Gì vậy? Tôi mời gia đình chị qua bên nhà tôi dùng cơm. Ok.